Alo, chào anh em ha. Thì hôm nay bên em về một cặp loa dòng EV ha. SXX200 anh em, bass 30, thùng nhựa anh em ha. Cặp này thì tuyệt vời đẹp nha. Đó, đây em quay, em lấy mua làm đây là quay mặt trước nha anh em. Có ecran ha, ecran chữ EV này ha. Ecran lưới sắt nha anh em. Đó, đây là trên cái màn đó này ha. Đó, mấy cái dòng mũ thì anh em chủ yếu đừng có bể thôi. Còn lại muốn đẹp xấu dễ ha. Đó, đây em tháo ra nha anh em. Tháo cái lưới cần này ra nha. Cái cần sắt này ra này nha. Đó, cái ha, này cái ha, quay mặt bên trong cho anh em coi đó nha, đó đồ đẹp nữa nha, đó, này thấy chưa, này lò nó này ha, này xong em quay xong em sẽ tháo về bên trong cho anh em ha, này vậy này ha, đây là anh em xem cái mặt ở trước nha anh em, đó đây nè ha, đồ đẹp đó ha, tương đối đẹp nha, rồi mà đem về quay về bên trong cho anh em xem về cũ lo đó nha, đó thân hình trên này cũng rất là mới nha anh em, đó hàng nó trên đây nè, đó thấy chưa, rất đẹp chưa. À, xong rồi em sẽ quay về bên trong anh em xem nha. Lo này dòng này lo chuyên cao kê nhưng em hát rất hay á. Rồi em sẽ tháo về bên trong. À đây là em tháo về bên trong cho anh em xem cái đôi lo EV 200 này ha. Đây cái dòng EV nó có hai loại bass màu đen và bass màu trắng nha anh em, cặp này là bass màu trắng nè. Nên em tháo qua cho anh em xem bên trong nó này ha. Đây là một cặp em tháo ra ha. Anh em coi đồ đẹp nữa nha. Từ nó còn mới chát luôn em, nó cặp lo này mới thật, mới ghê mới luôn. Đây từ nó cũng vậy nè, mới chát luôn ha. Còn như việc này nó giống như nó thấy quằn quằn vậy chứ nó bình thường nha, nó không có gì hết. Đó anh em, đẹp chưa? Đó, đây là chạm lo nó này ha. Nè ha. Hàng xịn nha em, hàng xịn nha. Cái củ lo màu đen trắng này nặng hơn cũng lo màu đen. Ha, từ nó nặng hơn nè anh em nhìn con này ha. Đó, thấy chưa? Rồi ha, bây giờ em sẽ quay cho anh em coi về bên trong nha. Đó. Đây. Trong này ha. Cho anh em coi ha. Này cũng màu trắng luôn nha. Đó. Tại vì thường mấy cái lo này mình làm là màu đen cặp với anh em cho anh em coi nhé. Màu đen cặp gì đó. Đó, này có mình lấy dính luôn rồi. Đó. Rồi, đây là bên trong anh em ha. Coi anh em coi phân tầng đó nha. Đó, phân tầng đó anh em. Đó, thì bên đây một cái này cũng cái này vậy phải không? À, cái bên đây cũng vậy luôn nha. Đó. Còn đây là củ lo chép anh em ha. Đó. Hàng Mỹ anh em, này hàng Mỹ anh em hỏi là hỏi chê nha. Đó, gà nhào ha. Thì đó cặp này là EV SX200 ha. Rồi xong em sẽ quay về phút sau cho anh em coi nha. Đó. Đây là lo bass đó nè ha. Đẹp chưa? Rồi xong em sẽ quay phút sau ha. Qua đây là em quay về khúc phía bên hông anh em ha. Đó, thì em sẽ quay về phía sau luôn cho anh em coi nha. Đó, cặp này ha. Nói chung cặp này tương đối đẹp. Rất đẹp luôn á. Không phải tương đối mà đẹp luôn. À, đó rồi đây hút sao anh em ha. Đó thì cái dòng này hút sao nó hàng người Mỹ nó ghi 0301 nè, có thể là nó còn 0002 này kia đó, nhưng mà nè, nó về nó vậy nha anh em. Nó ở sao để sao driver này ha, sao driver này ha, cũng không hiểu làm gì luôn ha. Đây không biết sao này ha, cái này là EV SX200 hàng mid A này, mid A này ha. Nó tem này ha, nó 300W 8 ohm ha anh em, lui e chụp vòi ha. Đây cũng vậy nha, đây có Suzuki nè, có tem Nhật nè ha. Đó, 0103 ha. Rồi đặc biệt em có như có cặp này luôn nha anh em, rất đẹp đó. Ở dòng này anh em xài hát karaoke cực hay. Ở bên đây nó có đường hai đường các canon thì em sẽ kèm theo cho khách luôn ha. Đó, ghim gì ghim vô hát hỏi làm gì hết. Đó, rất đẹp. Tóm lại cặp này anh em chơi gia đình karaoke hay, EV hát hay lắm. EV là nổi tiếng nha anh em, hàng của Mỹ đó, Mỹ nồi luôn anh em. Đó ha. Rồi xong anh em nào nhu cầu cần thì liên hệ em cặp lo này nha. Em có một cặp nè, dòng EVX200 này duy nhất một cặp thôi nha anh em. Duy nhất một cặp thôi. Rồi hẹn anh em những video kế tiếp nha. Xin chào anh em ha.